Ngoài anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này em xin trân trọng gửi tới quý vị một căn nhà được xây dựng độc lập tại phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này thì diện tích siêu rộng 41m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Và với cái căn nhà này thì ở đây có sân cổng riêng, mọi người nhìn thực tế nhé. Ngõ trước nhà thì khoảng tầm gần 3m và cách với đường ô tô thì khoảng tầm 50m. Giao thông đi lại thuận tiện. Từ vị trí căn nhà này gần với lại bể bơi La Khê, gần với lại bia bà La Khê, giao thông đi lại thuận tiện, gần với trục đường Lê Trọng Tấn, gần với tuyến đường buýt nhanh mọi người ạ. Và với hướng nhà là hướng Tây Nam, diện tích 40m², thiết kế rất là hợp lý, 4 tầng. Đây là phần tầng 1. Với phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là cửa cuốn đó. Và phía bên trong với cái căn nhà này thì thiết kế vô cùng hài hòa. Với một căn nhà diện tích rộng, giá hợp lý, lại có hỗ trợ vay vốn ngân hàng, sổ đỏ chuẩn chỉnh, pháp lý xây dựng chuẩn chỉnh. Đây là cái phần không gian phòng khách của ngôi nhà ở phần tầng 1 quý vị nhé. Đây, rất là rộng. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện đều được lắp đặt đầy đủ. Ở đây, với cái không gian phòng khách trần phào, chủ nhà thiết kế cho mình chỉn chu hết rồi. Với không gian phòng khách rất là rộng, gạch là nền thì kích thước gạch là 60-60, vân đá. Cái quan trọng nhất như ông Ánh đã chia sẻ trong tất cả các video đối với quý vị khách hàng đang theo dõi kênh, đó là thứ nhất, nhà thì là giá bán của chủ đầu tư đưa ra. Thứ hai, đường hướng giá review rất là chuẩn chỉnh, cụ thể. Thứ ba, pháp lý đầy đủ. Và thứ tư, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với cái căn nhà này thì hiện tại chủ nhà đang chào cho quý vị là 4 tỷ 200 triệu, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ nhá. Và cũng có thương lượng với lại quý vị nào thiện chí. Mời người theo em vào tiếp theo phần phòng bếp của ngôi nhà. Với không gian phòng khách rất rộng và phòng bếp cũng thế, diện tích 40m², mặt tiền 3m6, chiều dài gần 12m mọi người ạ. Đó, đây là không gian phòng bếp. Đây là cái phần nếu như quý vị có để một bộ bàn ăn thì cũng rất là hợp lý. Với cái tủ bếp thiết kế toàn bộ là tủ gỗ MDF chống cong vênh. Và với cái phần mặt bếp thì ốp đá granite, xung quanh thì là ốp kính, ốp bếp. Phụ kiện bếp lắp đặt xong hết, đầy đủ tinh tươm hết rồi. Với chậu rửa, vòi rửa chất liệu inox 304, hệ thống phụ kiện bếp cũng thế. Căn nhà này theo đúng như hiện trạng thì quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Với cái tầm tài chính 4 tỷ 2 này thì quý vị cứ xác định vay cho Ngọc Ánh khoảng tầm được tối đa 2 tỷ rưỡi đến 2 tỷ 8 tiền ngân hàng. Phần còn lại quý vị chi trả trước phần tiền mặt cho em nhé. Và ngân hàng thì hỗ trợ cho quý vị vay tối đa là 35 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất. Quan trọng nhất, cái vị trí bất động sản này thì nó nằm gần với trục đường Lê Trọng Tấn Hà Đông, gần với lại tuyến đường BRT. Và rất là phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông, hoặc đi làm ở theo cái trục đường Lê Văn Lương kéo dài, hoặc quý vị có đi làm theo cái hướng đại lộ Thăng Long. Ngoài cái phần tầng 1 phòng khách, phòng bếp thì ở đây thiết kế thêm một phòng vệ sinh đầy đủ công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1, gồm bồn cầu và xịt vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Đó, thiết kế chỉn chu. Phòng, cửa phòng thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với cái phần ngăn cách phòng khách và phần cầu thang thì quý vị có thể nhìn giúp Ngọc Ánh gần đây là có một cái vách lam CNC rất là đẹp mắt, trang trí để ngăn cách giữa phần cầu thang phòng khách và phần cửa chính. Toàn bộ hệ thống tay vịn từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế ở đây toàn bộ là gỗ lim, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Review chi tiết cụ thể đường hướng giá hướng Tây Nam với giá bán 4 tỷ 200 triệu và thiết kế tầng 1 thì cũng rất là cẩn thận, chỉn chu mọi người ạ. Mời người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà nhé. Tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà thì mỗi một tầng thiết kế gồm 2 phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau mọi người ạ. Phòng nào cũng vuông vắn. Đây, đây là phòng ngủ ở phía bên trong. Cái phòng ngủ ở hướng bên trong này thì hướng nó là hướng Đông Nam. Nói chung là ở đây có một cái khe rất là thoáng, cửa sổ hai lớp, bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp, bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được thiết kế và lắp đặt đầy đủ rồi. Thiết kế ở dưới chân Ngọc Ánh ở đây, tầng 2 toàn bộ là sàn gỗ công nghiệp, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Từ vị trí căn nhà này mà đi ra tới bể bơi La Khê nó chỉ khoảng tầm 200m thôi mọi người ạ. Đó, cửa thông phòng thiết kế ở đây toàn bộ là cửa gỗ. Đó,
Đây là cái phía phòng ngủ đầu tiên. Mời người theo em ra phía phòng ngủ thứ hai, hướng ra ngoài mặt ngõ. Phòng ngủ này thì về cái diện tích nó có phần lớn hơn, đồng thời nó có ban công mở thực tế hướng ra phía bên ngoài được. Và đây là cái phần cửa mở hướng ra ban công thực tế bên ngoài. Đây mọi người ạ, phía trước hiện tại còn rất là thoáng. Với cái căn nhà này thì ưu điểm của nó ngõ nông, được xây dựng độc lập, duy nhất một căn, diện tích rộng, thoáng. Đấy, ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Đây, rất là chill chill mọi người ạ. Mọi người nào thích trồng cây, hoa thì ở đây ban công này cũng đáp ứng được cho quý vị này. Và với cái phần phòng ngủ tầng 2 này thì rộng rãi hơn, cũng được thiết kế sàn gỗ. Cửa thông phòng, thiết kế tất cả các cửa thông phòng đều thiết kế là cửa gỗ. Xung quanh thì ngập tràn tiện ích chợ trường phường trạm cho quý vị. Từ trường mầm non, trường tiểu học cấp 1, cấp 2 cho đến trường đại học rất là gần. Gần với trung tâm thương mại Yêu Môn Hà Đông. Từ vị trí nhà này thì lại cũng gần với bệnh viện đa khoa Hà Đông, gần cầu đen cầu trắng. Nói chung là rất là phù hợp với quý vị nào mà đi làm cái cung đường như Hoàng đã chia sẻ. Đây là phần phòng vệ sinh ở phía tầng 2, đầy đủ với bồn cầu, bình nóng lạnh ở đây cho mọi người. Hệ thống sen cây 8 Hàn Quốc, đấy, vắt khăn giàn. Với cái phần phòng vệ sinh này thì được chủ nhà là ốp toàn bộ gạch lên trên tới trần, rất là sạch sẽ, với hai cái tông màu trắng trắng và màu ghi. Đó, lavabo, nước thì đã được lắp đặt riêng biệt rồi. Nước sử dụng là nước sạch sông Đà và điện lực EVN Hà Nội. Mời ông theo em lên khám phá tầng 3 nhé. Tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2. Như vậy với cái căn nhà này, lên trên phía tầng 3 là có 4 phòng ngủ riêng biệt. Phòng nào cũng ánh sáng đầy đủ, ngập tràn ánh sáng tự nhiên vào trong không gian phòng. Phòng nào cũng được chủ đầu tư thiết kế chỉn chu, cẩn thận. Phần sơn, phần đèn LED cũng như là hệ thống trần thạch cao. Với cái căn nhà này thì là có ban công ở phía tầng 2, tầng 3 hướng ra phía bên ngoài mọi người nhé. Đó, giá bán 4 tỷ 200 triệu. Giá bán từ chủ đầu tư, Nhà Tốt cũng xin cam kết với tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh, tất cả những căn nhà Ngọc Ánh quay nên review là có thật, giá bán thật, giá chính xác là của chủ đầu tư đưa ra, có thương lượng với quý khách hàng thiện chí và được gặp trực tiếp chủ đầu tư để thương lượng mọi người nhé. Đó, đây là phòng ngủ tiếp theo ở tầng 3. Nói chung thiết kế giống hệt nhau. Đây, 4 phòng rộng rãi, phòng nào cũng vuông vắn, thoáng, cửa sổ trước sau. Mời theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà, đó là tầng 4. Đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Với tầng 4 thì bước chân lên trên phía cầu thang có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Với tầng 4 thì Ngọc Ánh đã chia sẻ từ tầng 1 cho đến trên tầng 4 thì mặt bậc thiết kế toàn bộ là đá đen, cổ trắng. Và tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ là gỗ. Và trên tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Ở đây chủ nhà có thiết kế thêm cho mình một cái căn phòng nhỏ này, quý vị có thể để làm phòng kho. Đây, phòng kho riêng, hoặc cái này thì tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Và đây là cái phần một phòng riêng thì quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ. Rất là rộng, rất là thoáng. Với cái căn nhà diện tích rộng thì thiết kế rất là chỉn chu. Đồng thời các phòng được riêng biệt, phòng khách, phòng bếp riêng biệt. Nó cũng không như một số cái căn nhà mà Ngọc Ánh quay review thường xuyên cho quý vị. Với cái diện tích chỉ 30 cho tới 32m ấy, thì phòng khách, phòng bếp thông nhau, nhìn nhau được. Còn đây là phần sân phơi, phần cuối cùng của ngôi nhà mọi người ơi. Đây, sân phơi. Với cái vị trí căn nhà này thì xung quanh đi lại dân cư đông đúc. Từ vị trí căn nhà này mà đi ra tới trung tâm thương mại Yêu Môn Hà Đông nó chỉ khoảng tầm 2km thôi. Nói chung tất cả pháp lý, chuẩn chỉnh hồ sơ giấy tờ chuẩn chỉnh có thể sang tên trong ngày. Quý vị muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái căn nhà 41m² này, thiết kế và xây dựng 4 tầng giá 4 tỷ 2 này, thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại Nha Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888 041444 nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.